Diễm thi và Trần Như xin kính chào quý khán giả với bản tin truyền hình của Đại Á Châu Tự Do. Chúng tôi xin bắt đầu bản tin sáng thứ tư ngày 23 tháng 3 với một số tin tức đáng chú ý. Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam trả tự do cho blogger Ba Sam và cộng sự. Nhà nước hồi giá ISIS nhận là thủ phạm vụ khủng bố tại Brussels. Thưa quý vị, vài giờ đồng hồ nữa, phiên tòa xét xử blogger Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự của ông là chị Nguyễn Thị Minh Thúy sẽ bắt đầu ở Hà Nội. Cả hai người bị truy tố về tội vi phạm Điều 258 Bộ Luật Hình Sự là lợi dụng các quyền tự do dân chủ để chống phá nhà nước. Nếu bị tòa kết tội, họ có thể lãnh án tới 7 năm tù. Blogger Nguyễn Hữu Vinh là chủ trang blog Anh Ba Sam, một trang blog nổi tiếng với nhiều bài viết phân tích chỉ trích chính phủ, Ông từng là một sĩ quan an ninh trước khi bỏ nghề vào năm 1999 để lập một công ty thám tử tư vào năm 2000. Ông và cộng sự là chị Nguyễn Thị Minh Thúy bị bắt vào tháng 5 năm 2014. Một ngày trước khi phiên xử diễn ra, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch ra thông báo yêu cầu chính phủ Việt Nam phải bỏ những cáo buộc dành cho blogger Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự là chị Nguyễn Thị Minh Thúy. Nhà nước Hồi giáo ISIS đã tự nhận là thủ phạm vụ phủng bố đặt bom ở phi trường và một trạm xe điện tại thủ đô Brussels của Vương quốc Mỹ. Tính cho đến giờ, con số người thiệt mạng đã lên đến 34 người, gồm 20 người chết ở trạm xe điện và 14 người tử nạn ở sân bay, chưa kể cả trăm người khác bị thương. Trong đó có những trường hợp nguy hiểm đến tính mạng. Trích dẫn tin phát xuất từ các viên chức điều tra, bản tin của hãng thông tấn Reuters viết rằng trong số những người chết hay bị thương ở phi trường, phần lớn bị thương rất nặng ở chân. Dự đoán điều đó có nghĩa là ít nhất một trong hai trái bom khủng bố sử dụng được đặt trong một túi hành lý. Trung Quốc chính thức phản đối việc chính phủ Nhật sẽ sử dụng sách giáo khoa mới cho bậc trung học, trong đó ghi chủ quyền khu vực đảo Điếu Ngư ở Hoa Đông mà hai nước đang tranh chấp là vùng đảo thuộc về Nhật Bản. Tin này được bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói với báo chí vào ngày hôm qua tại Bắc Kinh. Bà cho hay đây là một vấn đề nghiêm trọng và Bắc Kinh không chấp nhận chủ trương của Tokyo là tự nhận chủ quyền. Nhắc lại, Trung Quốc có bằng chứng lịch sử để xác nhận từ ngàn xưa vùng đảo này đã thuộc về Hoa Lục. Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc gặp khó khăn một phần cũng vì vụ tranh chấp chủ quyền vừa nói. Quần đảo này được người Nhật gọi là Senkaku, đang thuộc quyền kiểm soát của Nhật Bản. Và cuối cùng, thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã rời thủ đô Havana của Cuba để lên đường đến Argentina, tiếp tục chuyến công du Mỹ Châu của ông. Chuyến viếng thăm Havana kéo dài 2 ngày của Tổng thống Hoa Kỳ kết thúc với bài diễn văn ông đọc gửi người dân và chính phủ Cuba. Trong đó, ông nhấn mạnh rằng nước Mỹ muốn thắt chặt bàn tay thân thiện với Cuba và sự hiện diện của ông tại quốc gia láng giềng này xác nhận một trang sử quan hệ mới được mở ra cho hai nước, chôn vùi quá khứ của thời chiến tranh lạnh trong bài diễn văn được trực tiếp truyền hình cho người dân cuba xem tổng thống hoa kỳ cũng kêu gọi chính phủ cuba đổi mới kinh tế và chính trị nói rằng phải có bầu cử tự do và dân chủ để người dân cuba được quyền bỏ phiếu để chọn thể chế chính trị và chính quyền đại diện cho họ ông cũng nói đến vấn đề nhân quyền cho hay mọi người đều phải được hưởng những quyền căn bản bất kể đó là người mỹ người cuba hay người của một quốc gia nào khác sau bài diễn văn tổng thống hoa kỳ đã gặp một số nhà bất đồng chứng kiến cuba ca ngợi họ là những người dũng cảm chấp nhận mọi khó khăn để cất tiếng nói cho chính họ và cho những người khác Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ rfa rbtiếngviet.net. Nếu vị từng lưỡng ngăn chặn, quý vị vào địa chỉ á châu tự do.info. Quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamis rfa org hoặc bằng ứng dụng app của RFA tải xuống từ App Store và Google Play. Diễm Thi và Trân Như xin kính chào, tạm biệt quý vị. <laughs>